liên quan tới phần tử. Phần thứ hai là ẩu hầu, là cái phần nó liên quan tới trước cái ẩu này. Và cái phần tỵ ẩu hầu thì nó trải dài từ C2 cho tới C3, C4, 2, 3, 4 như vậy. Cái đoạn này là cái đoạn ẩu hầu phía trước liên quan tới ẩu miệng. Còn cái đoạn thanh hầu là cái đoạn đi từ C5 tới C6. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là cái đoạn này là cái đoạn thanh hầu. Tương ứng với lại cái cơ thanh hầu ở phía sau thì cái đoạn tỵ hầu phía sau là tương ứng với lại cơ khích hầu trên. Đoạn thẩu hầu phía sau là cơ khích hầu giữa, là cái đoạn thanh hầu tương ứng phía sau là cơ khích hầu dưới. Chúng ta xác định vậy để chúng ta xác định được cái cơ khích hầu nó khoảng từ đâu đâu nha. Rồi. Bây giờ như vậy là trong cái phần hầu thì chúng ta sẽ nói cái phần tỵ hầu. Tỵ hầu thì nó gồm có gì? Tỵ hầu thì em thấy là đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cái thành bên, đúng không? Trên lý thuyết chúng ta học là thành trên, thành bên, thành trong, thành dưới. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói cái phần ngoài thôi ha, chúng ta không có nói cái thành trong hay cái thành viên. Bây giờ thành ngoài thì chúng ta sẽ có ba cái xương xoăn. Đây là xương xoăn mũi dưới, giữa, trên. Ở với lại ba xương xoăn mũi này, chúng ta sẽ có ba mũi dưới, giữa và trên. Ngoài ra còn có cái mũi trên cùng gọi là cái bướm sàn. Ha, mấy cái phần đó bên lý thuyết thì em coi lại đi ha. Ở đây tôi chỉ xác định, tôi nói ngắn gọn thôi nha. Như vậy là cái không khí đi qua cái ngách nào thì nó có cái tầng để cảm nhận mùi hay là để hô hấp gì đó thì em coi lại một lý thuyết. Đây thì em yêu cầu em chỉ được ba cái xương xoăn mũi, ba cái ngách mũi ha. Rồi cái phần tỵ hầu còn gì nữa em? Còn ở phía trước ta còn một cái tiền đình mũi nữa. Tại vì ta học bên lý thuyết thì nó trong cái phần mũi ngoài nó có tiền đình mũi, đúng không? Như vậy trên phần thực hành thì chỉ thế nào thì gọi là tiền đình mũi, chỉ cái này gọi là tiền đình mũi. Tiền đình mũi là cái chỗ mà nó mọc lông đó, ở mũi ta cái chỗ có lông đó, thì chỗ đó gọi là tiền đình mũi ha. Rồi bây giờ phía sau thì chúng ta sẽ có cái tuyến gọi là tuyến hạch nhân. Như gì em? Tuyến hạch nhân hầu. Đây là cái tuyến hạch nhân hầu ha, nằm ở cái thằng sau của tỵ hầu. Đây là tuyến hạch nhân hầu ha. Rồi ngoài ra chúng ta phần tỵ hầu còn gì nữa? Còn cái lỗ hầu bồi tai. Đây là cái lỗ hầu bồi tai. Xung quanh cái lỗ hầu bồi tai này chúng ta có một cái tuyến hạch nhân còi, nhưng mà trên mô hình người ta không làm cái tuyến đó, nên chúng ta không chỉ cái đó được ha. Rồi mấy em thấy có một cái G nổi lên, đúng không? Giống như cái bóng cái G nổi lên nè em. Thì cái G này gọi là G bồi tai. Chỉ dưới đây thì em gọi là G bồi tai. Chỉ dưới đây thì gọi là lỗ hầu bồi tai. Chỉ dưới đây là tuyến hạch nhân hầu. Tuyến hạch nhân hầu là bị viêm. Viêm gì em? Khi bị viêm cái này thì gọi là viêm gì? Viêm VA, đúng không? Còn viêm amidan là viêm cái gì? Viêm amidan là viêm cái hạch nhân khẩu cái ha. Rồi. Như vậy là bây giờ cái phần tỵ hầu, ngoài ra cái còn gì nữa? Mấy em thấy ở chỗ cái G của ta này nè ha. Trên cái mô hình trên cái mô hình này mấy em sẽ thấy có một cái trên cái mô hình này cũng thấy, tại vì ở trên cái phần gờ vào tay này nè, thì ở phía trước nó sẽ có một cái cơ gọi là cơ căn màng khẩu cái, và phía sau nó có một cơ nữa là cơ nâng màng khẩu cái. Hai cơ đó thì ở trong này có một cái mô hình đó, ở chỗ cái lưỡi gà này nè, nó sẽ có ba màu. Một cái màu đầu tiên là cơ căn màng khẩu cái, còn cái màu thứ hai ở giữa cái màu cái cơ đó, cái cơ mà ở cái phần giữa này nè, thì nó sẽ có cơ nâng màng khẩu cái. Còn ngay lưỡi gà nó cũng người ta làm cái phần cơ đây nè, là cơ lưỡi gà ha. Thì ở trên cái mô hình kia chúng ta thấy được ở trong ba cái cơ đó nó thuộc cái phần khẩu cái mềm, và ở ngoài chúng ta cũng thấy được hai cơ đó, hai cơ căng với cơ nâng. Trên mô hình kia mới thấy ha, mô hình này mới thấy. Như vậy là bây giờ chúng ta xong cái phần
tỳ hầu. Bây giờ chúng ta sẽ nói phần cổ hầu. Cổ hầu thì phía trước chúng ta đi qua cái ổ miệng, thì sẵn đây một lát chúng ta sẽ nói những cái ổ miệng ha. Vậy là phần cổ hầu thì gồm có gì? Phần cổ hầu của chúng ta gồm có nói gì mấy em? Có hai cái cung đúng không? Cung gì? Cung khẩu cái hầu và cung khẩu cái lưỡi. Trên cái mô hình này cũng bây giờ trên mô hình này chúng ta chỉ được hai cái cung. Đây nè mấy anh thấy nè, đây là cái cung khẩu cái lưỡi, đây là cái cơ khẩu cái lưỡi đó ha. Còn phía sau này là cung khẩu cái hầu. Giữa hai cái cung này nó sẽ có một cái tuyến nằm ở chính giữa, gọi là tuyến hạnh nhân khẩu cái. Khi mà chúng ta hạ họng ra, nếu chúng ta bị viêm amidan, hạ họng ra chính giữa là đưa gà đúng không? Hai bên khi bị viêm thì nó hai cái miếng đó nó sưng to đỏ lên, người ta gọi là viêm amidan. Rồi trên cái mô hình thì linh một lát em coi sát trên đây nè, nó có một cái chi tiết mà màu trắng trắng trên đây nè thì gọi là hạnh nhân khẩu cái. Phía trước là cung khẩu cái lưỡi và phía sau là cung khẩu cái hầu. Rồi bây giờ trong cái phần khẩu hầu thì thứ nhất là chúng ta phải chỉ được cái cung khẩu cái lưỡi, cung khẩu cái hầu, chỉ được cái gì? Chỉ được cái hạnh tiến hành như khẩu cái. Rồi mấy em thấy nè, trong cái cung khẩu cái lưỡi nó sẽ hợp với lại một cái cơ gọi là cơ châm lưỡi. Ở cái mõm châm chúng ta sẽ có ba cơ, thứ nhất là cơ gì? Cơ châm lưỡi, cơ châm móng và cơ châm hầu, đúng không? Cơ châm lưỡi thì nó có đặc điểm là nó sẽ đi xuống cùng với lại cơ khẩu cái lưỡi, nó tạo thành một cái nếp. Cái nếp này nè là giống như một cái vắt để ngăn cái lưỡi thành hai phần trên và phần dưới. Như vậy để xác định dễ hai cái cơ châm lưỡi và cơ khẩu cái lưỡi thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên ta thấy là hai cơ này nó đi từ trên xuống dưới, nó sẽ hòa lại giống như là thành một cái cơ, tạo thành một cái vắt ngăn lưỡi thành phần trên và phần dưới. Rồi vậy là cái cơ kế bên nó là cơ châm lưỡi, xin lỗi, cơ châm móng. Là cơ châm móng là cái cơ đi từ móng châm tới xương móng, đi xuống dây xương móng ha. Rồi như vậy đây là cơ châm móng, và dưới cơ châm móng là cơ gì? Bụng sao của cơ nhị thân. Vậy còn cơ châm hầu đâu? Cơ châm hầu là cái cơ nó đi cũng xuất phát từ cái mõm châm và nó đi xuống, nó đi hơi ra phía sau một chút ha. Rồi trên cái mô hình này chúng ta sẽ thấy cơ châm hầu. Cái này là cái thành sau của hầu nè mấy em. Cái phía sau của hầu á ha, thì mấy em thấy là đặc điểm của cơ châm hầu là nó sẽ đi xuống và nó nằm giữa cơ khích hầu trên và cơ khích hầu dưới. Như vậy trên cái cơ khích hầu trên chúng ta có cái gì? Cái chỗ này là cái gì mấy em? Chỉ dưới đây thì mấy em gọi là cái gì? Mạc hầu nền. Hầu nền. Chỉ đây gọi mạc hầu nền. Còn đây là cơ châm hầu. Đây là cơ khích hầu trên, cơ khích hầu dưới. Và đây là cơ khích, xin lỗi, đây là cơ khích hầu giữa. Đây là cơ khích hầu dưới. Còn cái này là cái phần phần gì? Phần của cơ khích hầu, một phần là những cơ khích hầu dưới ha. Rồi. Như vậy là cái phần khẩu hầu thì yêu cầu mấy em chỉ được hai cái cung khẩu cái lưỡi, cung khẩu cái hầu và tiến hành nhân khẩu cái ha. Rồi chỉ được những cái cơ châm lưỡi, châm hầu, châm móng, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái phần lưỡi. Thì mấy em thấy là trong cái ổ miệng, ổ miệng thì mấy em học lý thuyết ổ miệng gồm có hai phần, ổ miệng chính và tiền đình miệng, đúng không? Như vậy là tiền đình miệng là phần nào? Trên mô hình chỉ như nào thì gọi là tiền đình miệng. Bây giờ mấy em thấy tiền đình miệng chúng ta học lý thuyết là gì? Có phải là cái khoang hình móng ngựa nằm xa môi về trước răng không? Như vậy chỉ dưới đây thì chúng ta gọi là tiền đình miệng. Và tiền đình miệng có cái gì đổ vô? Có cái tiếng mang tai, đúng không? Tiếng nước bọt mang tai đổ vô tiền đình miệng. Và cái tiếng đó đổ bằng một cái ống đi từ cái tiếng mang tai. Hai cái ống này đổ vô chỗ nào? Cắm vô chỗ đối diện răng cối trên thứ hai. Có nghĩa là nó cắm vô cái phần má bên đây nè, chứ không phải cắm vô cái phần núi. Cái ống này nè, nó cắm vô cái phần má của chúng ta mà vị trí là đối diện răng cối trên thứ hai. Như vậy đây, chỗ này là tiếng nước bọt mang tai, chỗ này là ống tiếng mang tai. Rồi
Rồi bây giờ thứ hai là cái ổ miệng chính. Thì em thấy cái ổ miệng chính là cái phần ở phía sau răng ha, và nó tạo thành bởi nó gồm có bốn thành: thành trên, thành ngoài, thành dưới, đúng không? Thì bây giờ mấy cái thành đó mấy em sẽ tự coi đi, ở đây mình không có nói cái phần đó. Bây giờ mình sẽ nói là như vậy là cái thành trên chúng ta sẽ có khẩu cái cứng và khẩu cái mềm. Thì chỉ chỗ này chúng ta gọi là khẩu cái cứng. Khẩu cái cứng hợp thành bởi cái gì? Bởi cái mỏng khẩu cái xương nằm trên và mảnh nhang xương khẩu cái ha. Thì chỉ chỗ này chúng ta gọi là khẩu cái cứng, chỉ phía sau này chúng ta gọi là khẩu cái mềm, chỗ này là lưỡi gà. Và trên cái khẩu cái mềm thì nó thấy được ba cái cơ hồi nãy tôi nói là cơ căng, cơ nâng với lại cơ lưỡi gà đó, trên mô hình kia chúng ta thấy ha. Và mấy em phải lấy cái mô hình đó, mấy em coi hai cái cơ căng và cơ nâng khẩu này của cái ở phía ngoài cái mô hình kia thấy ha. Rồi như vậy thì đây là khẩu cái cứng, đây là khẩu cái mềm, và dưới là lưỡi, đúng không? Phía dưới lưỡi, lưỡi thì mấy em thấy lưỡi chúng ta gồm có ba phần. Thứ nhất là đỉnh lưỡi, em có cái lưỡi hay là em nào đứng lên đây le lưỡi đi, cái lưỡi à, cho tôi mượn cái lưỡi xem nha. Đây, cái lưỡi thì chúng ta sẽ có ba phần, thứ nhất là đỉnh lưỡi, thân lưỡi và rễ lưỡi, đúng không? Như vậy giới hạn của đỉnh lưỡi là cái nào? Ở đây là cái nếp thẳng lưỡi, ở dưới lưỡi thì từ cái đỉnh của cái nếp lên cái chỗ nhọn của cái đầu lưỡi, cái chỗ này chúng ta gọi là đỉnh lưỡi ha. Và từ cái đỉnh lưỡi đi tới cái rãnh tận cùng thì chỗ này gọi là thân lưỡi, chỉ đây chúng ta gọi là thân lưỡi, đây là đỉnh lưỡi. Và phía sau còn lại là rễ lưỡi. Trong rễ lưỡi thì nó có tuyến hạnh nhân lưỡi. Rễ lưỡi bám cái đầu, bám vô sừng mỏng, đúng không? Rồi, như vậy là trên cái mô hình này thì hai cái này là cái gì? Hai cái này là khung khẩu cái lưỡi hay là cơ khẩu cái lưỡi. Phía sau nó có một cái cung nữa là khung khẩu cái hậu. Chính giữa hai cung này là tuyến hạnh nhân khẩu cái ha, hay còn gọi là amidan đó. Rồi, như vậy là bây giờ là cái phần lưỡi xong, bây giờ chúng ta sẽ nói là cái ổ miệng chính. Ổ miệng chính có cái gì đổ vào? Có hai cái tuyến nước bọt là tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi. Bây giờ yêu cầu em phải chỉ được hai cái tuyến đó à. Thì hai cái tuyến, thứ nhất là tuyến dưới lưỡi. Đầu tiên chúng ta xác định là tuyến dưới lưỡi là cái tuyến nằm ngay dưới lưỡi thì gọi là tuyến dưới lưỡi. Ngoài ra cái tuyến kia là tuyến dưới hàm. Như vậy đây là lưỡi, thì dưới lưỡi là tuyến dưới lưỡi, và cái tiếng còn lại là tiếng dưới hàm. Tiếng mang tai thì dễ rồi, đúng không? Tăng không rộng. Rồi bây giờ em thấy nè, như vậy là cái tiếng dưới lưỡi nó đổ nước bọt vô trong ổ miệng chính bằng cái đường nào? Bằng những cái ống nhỏ, ống nhỏ nó đổ hai bên trong cái đây nè, trên của mình này nè, ở hai bên cái nếp bên má chúng ta đó, thì mấy em sẽ thấy có những cái lỗ nhỏ 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 này nè, là cái lỗ đổ của ống tuyến dưới lưỡi ha. Còn cái dưới hàm, cái tuyến dưới hàm, tuyến dưới hàm thì nó sẽ đổ nước bọt gì đâu, đổ nước bọt vô ổ miệng chính luôn, nhưng mà nó sẽ đi bằng một cái ống, có nghĩa là tuyến nước bọt dưới hàm thì có ống dẫn nước bọt, mang tay có ống dẫn nước bọt, còn cái tuyến này thì nó sẽ đổ bằng những cái lỗ nhỏ trực tiếp vô không có ống. Thì cái này, cái ống tuyến dưới hàm nó sẽ đổ vô ổ miệng chính bằng hai cái cục dưới lưỡi. Chúng ta cong cái lưỡi lên ở phía hai bên cái nếp hàm lưỡi có hai cái cục hai bên, thì cái tuyến dưới hàm nó sẽ đổ nước bọt theo cái ống chảy vô hai cái cục đó để dẫn nước bọt vào trong ổ miệng chính. À, rồi. Như vậy liên tục mấy em phải chỉ được tiếng dưới hàm, tiếng dưới lưỡi, tiếng bên tai à, và chỉ được cục dưới lưỡi, cái nào là tiếng thẳng lưỡi, đỉnh lưỡi, thẳng lưỡi và rễ lưỡi và tiếng hàm dưới lưỡi. Rồi bây giờ tới thanh hầu nha. Thì cái phần thanh hầu, phần thanh hầu thì mấy em thấy là nó đi từ C5, C6, phía sau nó tương ứng với lại cơ kích thầm dưới, và phía trước nó đi qua với gì? Đi qua với thanh quản, đúng không? Như vậy là thanh quản và thanh hầu là một hay là hai? Một hay hai mấy em? Thanh quản với thanh hầu là một hay hai? Thanh quản thanh hầu là hai. À, thanh quản là gì?
Thanh hầu là cái đoạn hầu trong đó nó chứa mắc thanh quản, đúng không? Thanh quản là một cái đường dẫn khí, vừa dẫn khí vừa có cái cơ chế là gì, phát âm, đúng không? Như vậy thanh hầu nó chứa thanh quản, do phía trước của cái đoạn hầu đó nó đi qua cái thanh quản, thành ra người ta gọi nó là thanh hầu. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái phần thanh hầu thì nó bên hông, thành bên nó sẽ liên quan với là cái gì, nhắc thành nền, đúng không? Và phía trước mới liên quan với thanh quản. Vậy bây giờ chúng ta coi cái nhắc thành lê trên mô hình làm chỗ nào ha. Mấy em cho chúng mình cái bây giờ coi này đi ha, cái kia phải có một cái mô hình thanh quản mà sụn không á. Thì bây giờ mấy em thấy nè, đây chính là cái nhắc thành lê ha. Nhắc thành lê là cái mặt trong của cái màng nhắc bóng và phía trước của cái sụn nắp, đây là nhắc thành lê, chỉ ở đây chúng ta gọi là nhắc thành lê. Và phía trước của thanh hầu liên quan cái thanh quản. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ mô tả thanh quản. Thanh quản chúng ta sẽ nói cái hình thể ngoài, cái cấu tạo của nó và cái hình thể trong. Bây giờ thứ nhất là chúng ta nói hình thể ngoài. Tốt nhất là chúng ta có cái mô hình mà thanh quản có cái sụn của em. Cũng có, thì bây giờ tôi nói thêm cái này thì em thấy cũng có rõ ra. Thì em thấy nè, thanh quản có phải là một cái cấu trúc nó gồm có 7 cái sụn không? Đúng không? 7 sụn trong đó nó sẽ có mấy, 3 sụn đơn và 2 sụn đôi. Và thanh quản nằm ở đâu? Thanh quản có phải nằm ngay dưới, ngay trước cổ không? Nằm ngay trước cổ, dưới xương móng và trên vùng sụn khí quản phía dưới, đúng không? Như vậy chúng ta xác định được thanh quản ở đâu, ở đây. Đây là cái thanh quản ha. Thì em thấy chúng ta gồm có 7 sụn. Bây giờ yêu cầu chúng ta chỉ được 7 sụn đó. Có 3 sụn đơn. Thứ nhất là sụn nắp. Sụn nắp có cái hình chữ lá và cái cuốn của nó thì nó sẽ cố định vô cái mặt sau của sụn giáp ha. Thứ hai là chỗ này là sụn giáp, nhưng mà chúng ta phải nói chính xác là mảnh sụn giáp. À, đây là mảnh sụn giáp. Hai cái mảnh sụn giáp nó hợp lại thành một góc 90 độ với phía nam và nữ thì 120 độ. Và phía trên nó có một cái miếng giáp trên. Dưới cái giáp trên chúng ta có một cái chỗ lồi gọi là lồi thanh quản, đúng không? Thì bây giờ mấy em giờ cái cổ nha, chúng ta thấy có một cái huyết hình chữ V đây nè, thì nó chính là cái huyết giáp trên ha. Đưa tay lên phía trên chút xíu, chúng ta sẽ rờ cái xương móng, chúng ta lắng thắt được ha. Rồi phía dưới này là như vậy, phía dưới thanh quản phía sau, thanh quản phía sau nó có hai cái sừng, đây là sừng trên và đây là sừng dưới của thanh quản. Ở sườn dưới của sườn giáp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tới sườn nhẫn. Sườn nhẫn thì nó khác với lại sườn giáp, có nghĩa là nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Mặt trước gọi là cung sườn nhẫn, mặt sau gọi là mảnh sườn nhẫn. Ha, mặt sau mảnh sườn nhẫn. Và phía trên của cái mảnh sườn nhẫn, chúng ta sẽ có hai cái sườn, sườn khuỷu, hai sườn khuỷu. Và hai cái sụn sừng trên hai cái sụn khuỷu nha. Và cái sụn khuỷu này nó sẽ có hai mỏm, mỏm cơ và mỏm gì nha, là mỏm thanh long, đúng không? Cái mỏm cơ thì nó hướng ra phía sau và ra ngoài nha. Như vậy là chúng ta xác định xong 7 cái sụn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là giữa xương móng và cái sụn giáp chúng ta sẽ có một cái màng gọi là màng giáp móng, đúng không? Trên cái mô hình này thì đây là màng giáp móng, và trên cái màng giáp móng này chúng ta sẽ có một cái bó mạch thường dưng gọi là bó mạch thanh quản trên, thanh bó mạch gì, thanh quản trên, thanh quản trên, bó mạch thanh quản trên. Thì chúng ta sẽ thấy là ở cái này là nó sẽ có ba cái chi tiết, đúng không? Màu xanh là đỉnh mạch thanh quản trên có đi cùng lên với động mạch. Còn động mạch gọi là động mạch gì? Động mạch thanh quản trên nó tách ra từ cái động mạch nào? Tách ra từ động mạch giáp trên. Động mạch giáp trên tách ra từ động mạch nào? Động mạch giáp ngoài, đúng không? Ngoài. Và cái thần kinh, cái chi tiết màu vàng này nè là thần kinh thanh quản trên. Khi mà đi tới đây thì nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh chui qua xuyên qua cái màng giáp móng để nó đi vô trong, và nó chia ra những cái nhánh đi vô phần cơ của cái phần thanh quản này ha. Thì chỉ dưới đây chúng ta gọi là nhánh trong của thần kinh thanh quản trên, và cái động mạch này gọi là động mạch thanh quản trên,
ha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp ở cái phần dưới của cái sự giác và sự nhận. Thì mấy em thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái màng, nữa đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có phần cơ. Thì đây nè, mấy em thấy trên cái phần này nè, trên cái mô hình này nó làm chỗ này có cơ, như vậy là không chính xác. Tại vì ở chỗ này không có cơ, chỗ này là có cái phần giống như là một cái màng giữa màng cái móng nè. Ở chỗ này người ta gọi là cái phần móng đàn hồi, chính giữa này không có cơ, hai bên thì có cơ. Thì có cơ gì? Một lát chúng ta sẽ nói sao ha, một lát chúng ta sẽ nói phần cơ. Rồi. Như vậy là chúng ta mô tả xong cái hình thể ngoài và cái cấu tạo thanh quản. Bây giờ chúng ta sẽ nói hình thể trong. Hình thể trong của thanh quản thì thứ nhất là gồm có gì mấy em? Mấy em có tiền đình thanh quản. Thứ hai là gì? Tiền đình thanh thất. Thứ ba là hậu huyết thanh môn, đúng không? Như vậy tiền đình thanh quản là cái phần nào và cái phần nào? Cái phần đầu tiên để không khí đi vô, sau khi nó đi qua mũi, đi qua hầu, chảy xuống thanh quản, thì cái chỗ này gọi là tiền đình thanh quản. Mà tiền đình thanh quản khi mà nó được đậy bởi một cái niêm mạc, bởi một cái mạc, cái niêm mạc nó đậy lên trên cái phần này á, thì nó sẽ tạo thành ra một cái mạc tứ giác có bốn cạnh. Nhưng mà trên đây thì chúng ta không thấy rõ được cái mạc tứ giác ha. Chúng ta chỉ biết là cái chỗ này là cái chỉ đây thì chúng ta trả lời là tiền đình thanh quản hoặc là mạc tứ giác được. Cái chỗ này thì mạc tứ giác không rõ lắm, tại vì nó không có cái niêm mạc cũ đây, nó không tạo thành một cái mạc tứ giác, không tạo thành cái bốn cạnh ha. Chỉ có những cái này thì chúng ta nghĩ nó là cái bốn cạnh, nhưng mà nó không có cái niêm mạc cũ đây ha. Như vậy chỉ đây chúng ta gọi là mạc là tiền đình thanh quản. Dưới tiền đình thanh quản trên này có chữ tiền, thì dưới này cũng có chữ tiền, tiền đình thanh quản. Đây là tiền đình thanh quản thì đây là nếp tiền đình, đúng không? Để chúng ta khỏi lộn với cái nếp dưới là nếp thanh âm. Giữa hai cái nếp chúng ta sẽ có một cái khe gọi là thanh thất, và dưới cái nếp thanh âm chúng ta sẽ có một cái ổ gọi là ổ dưới thanh môn. Được chưa? Rồi. Như vậy là bây giờ chúng ta mô tả xong cái phần hình thể trong của thanh quản. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần cơ của thanh quản. Thì đầu tiên mấy em muốn xác định cái phần cơ thanh quản thì chúng ta phải tìm cái điểm móc của nó để chúng ta nói tên cơ cho nó dễ ha. Thì bây giờ mấy em thấy là đây là sụn nhẫn, xin lỗi, đây là sụn giác, đây là sụn nhẫn. Thì chúng ta hồi nãy chúng ta nói ở đây không phải là cơ, thì cho nên chúng ta không chỉ, chúng ta sẽ chỉ ở đây. Thế em thấy đây có cơ từ sụn nhẫn tới sụn giác, thì cơ này gọi là cơ nhẫn giác, đúng không? Còn cái cơ này, cơ này ở đây là cái gì? Cái mỏng cơ của sụn hiểu để chúng ta nói nó đi ra phía sau và bên ngoài á. Thì đây là nó đi từ sụn nhẫn lên sụn hiểu, đúng không? Cái này chúng ta gọi là sụn hiểu, thì gọi là cơ nhẫn hiểu bên. Cơ này là cơ nhẫn hiểu bên. Ở đây chúng ta có một cái cơ nữa, cái cơ mấy em thấy đi từ cái sụn giáp không? Đi sụn giáp, từ sụn giáp lên giáp phải lên đâu? Sụn nắp. Nắp đầu tiên nó đi lên cái sụn phễu trước, thì chúng ta sẽ có cơ giáp phễu. Cơ này là cơ giáp phễu, phía trên này là cơ giáp nắp, đúng không? Ở đây chúng ta thấy nó sẽ có hai cái hướng cơ nè, em nhìn gần chúng ta sẽ thấy hai cái đều đi lên hết. Nhưng mà đây chúng ta có hai cơ, dưới này gọi là cơ giáp phễu, ở đây là cơ giáp nắp. Rồi phía sau, phía sau chúng ta sẽ có cơ gì? Cơ này nó bám từ sụn nhẫn đến sụn phễu, thì cơ gọi là cơ nhẫn phễu sao, đúng không? Hai cơ nhẫn phía sau. Rồi phía trên cái của cái sụn nhẫn chúng ta sẽ có hai cái cơ chéo hình chữ X nè, cái này gọi là cơ chéo, chéo. Và có một cái cơ, có những cơ chạy ngang nè, em được gần em sẽ có những cái cơ chạy ngang thì gọi là cơ chuyển ngang ha. Là ở trên quanh cái miệng của cái sụn sụn nắp chúng ta có một cái cơ là cơ phiểu nắp, cơ phiểu nắp nha. Như vậy tóm lại đây là cơ giáp phiểu, cơ giáp nắp, đây là cơ phiểu nắp, đây là cơ phiểu chéo, cơ phiểu ngang, và đây là cơ nhẫn phiểu bên phiểu sau. Còn đây là cơ nhẫn phiểu bên, đây là cơ nhẫn giáp. Còn cái phần thần kinh thì em thấy nè, ở dưới chúng ta sẽ có một cái dây thần kinh gọi là dây thần kinh hoặc thần quản. Nó đi lên cơ nó sẽ đi làm hai nhánh, một nhánh đi vô cái giác và nhánh đi vô cái cối, cái phần cơ của thần quản.
thì chỗ này chúng ta gọi là thanh kết hoặc thượng thanh quản. Phía trên này chúng ta gọi là gì em? Nhánh thần kinh. Ở đây chúng ta gọi là thần kinh. Thanh quản trên. Trên thanh quản hay là thần kinh dưới thanh quản. Còn cái phần cơ, cái phần cơ ở dưới của cái ổ miệng đó em, ở cái phần dưới á. Bây giờ chúng ta nhìn từ dưới nhìn lên thì em sẽ thấy cơ từ trước. Bây giờ chúng ta lột da ra, lột lớp mỡ ra, chúng ta sẽ thấy cơ từ trước. Hàm móng. Cơ gì trước em? Cơ nhị căn trước đúng không? Bụng trước, cơ nhị căn trước. Rồi thấy cơ gì? Cơ hàm móng trước. Rồi thấy cơ cầm móng. Cầm móng. Cầm móng. Như vậy trên cái mô hình này nè, ở đây nếu không có cơ nhị căn thì chỗ này có phải cơ hàm móng không? Và cái này có phải là cơ hàm móng không? Đúng không? Còn cơ này có phải cầm móng, cầm móng không? Còn cầm những cái phần cơ còn lại trên này là cơ cầm đầu móng. Ha. Rồi. Cầm còn cái này là gì em? Cái này là xương móng, đúng không? Còn cái này là dây chằng. Móng. Nắp. Móng. Dây chằng móng nắp. Đây là dây chằng. Giáp móng giữa. Đây là dây chằng gì? Giáp móng giữa. Dây chằng giáp móng giữa. Ở đây nó làm nó kéo dài xuống đây ha. Đó là cái này. Rồi. Vậy chỗ này là cái gì? Cái này là cái gì mấy em? Cái màng nón đằng hồi này chúng ta nói bên kia đó ha. Và nó có một cái cơ gọi là cơ gì? Nhẫn giáp nè, thấy không? À màng nhẫn giáp không? Còn cái này? Cơ cái này là cái gì? Bây giờ đầu tiên muốn biết cái cơ này cơ gì thì chúng ta nhìn coi cái này là sụn gì? Sụn gì nha? Đây là sụn nhẫn, cung sụn nhẫn. À, xin lỗi, mảnh sừng nhẫn. À, mảnh sừng nhẫn nằm phía sau. Và trên mảnh sừng nhẫn có cơ, có đây nè. Đây có phải sừng nhẫn không? Đây phải sừng nhẫn không? Vậy trên sừng nhẫn có cơ, vậy là cơ, cơ gì? Phễu ngang. Cơ phễu ngang. Đây là cơ phễu ngang, ha, chứ không phải cơ phễu ngang. Đây còn này là gì nè? Hạnh nhân khổ cái. Đây là hạnh nhân khổ cái. Nhân khổ cái. Phía trước là nếp. Cung khổ cái nữa. Phía sau là cung khổ cái hậu. Và phía trên nó có một cái nếp gọi là nếp bán nguyệt ha. Bán nguyệt. Bán nguyệt. Trên cái mô hình cái khúc trên này nè mấy em. Khúc trên này chúng ta sẽ thấy được hai cơ chân và cơ thân. Cái màng khổ cái thì được phía phía ngoài nha. Rồi. Như vậy là phần ổ miệng, thanh quản, ổ miệng, hầu, thanh quản, khí quản. Thanh quản, khí quản thì em chỉ coi trên trên mô hình vậy thôi. Nghĩa là khí quản là cái phần mà nó nằm ở dưới dưới gì? Dưới cái sụn nhẫn đúng không? Và nó đi từ dưới sụn nhẫn, nghĩa là tương đương C6 cho tới ngực 4. Tới ngực 4 thì nó chia đôi ra thành hai nhánh. Một nhánh đi vô cổ trái, một nhánh vô cổ phải, còn gọi là phế quản. Chính, đúng không? Phế quản, hai cái đoạn phế quản chia đôi ra, khi nó đi tới rốn phổi, thì rốn phổi chính là cái móc để chia phế quản thành hai đoạn. Đoạn phía ngoài rốn phổi gọi là phế quản chính, và đoạn trong phổi gọi là phế quản phổi. Và mấy em trong phổi thì nó sẽ có những cái nhánh nhỏ chia ra, cái móc là một cái hẹn mắt để chúng ta phải sao. Rồi, vậy đây là những cái vòng sụn phế quản. Nha. Rồi, mấy em coi trên cái màn hình đi nha.